Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt làm công tác dân vận. Họp giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến và một số nội dung quan trọng. Biện pháp để hạn chế áp lực cho học sinh. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận các cấp năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Gần 200 học viên là cán bộ dân vận các cấp trong tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu và truyền đạt các nội dung chuyên đề gồm quán triệt triển khai quyết định số 31 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên. Những điểm mới về công tác dân vận, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết dân tộc trong văn kiện đại hội 13 của Đảng. Tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh, công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay, công tác dân tộc và tôn giáo, công tác dân vận chính quyền về xử lý giải quyết các điểm nóng, vấn đề phát sinh nổi cộm ở cơ sở. Tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh năm 2022, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các học viên nghiêm túc trong học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác để các báo cáo viên trực tiếp giải đáp. Trên cơ sở nội dung các chuyên đề, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình cần tham mưu cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch vận động phù hợp và quá trình công tác để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận. Tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng đối với việc thực hiện công tác dân vận, thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng trong công tác dân vận, đề cao trách nhiệm tinh thần nêu gương của tập thể cấp ủy và người đứng đầu, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trực tiếp truyền đạt chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã tập trung vào một số nội dung chính như công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thực trạng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí khái quát một số thành tựu nổi bật của tỉnh, đồng thời cũng nêu lên một số hạn chế khó khăn như tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp so với một số tỉnh bạn, thu nhập đầu người giữa các huyện, thành phố, thị xã không đồng đều, thương mại dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, phát triển mạng lưới đường giao thông, chú trọng phát triển công nghiệp dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện được những nhiệm vụ này, cần sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân. Trong đó, người làm công tác dân vận cấp thôn xã là lực lượng nòng cốt trong việc tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Trước mắt là trồng cây nhân dân trên các tuyến đường nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và giải phóng mặt bằng. Bây giờ hiện nay các tình trạng có người dân và có cả một số cán bộ đứng đằng sau ra đi mua gom và thu gom đất, sau đó chờ cơ hội doanh nghiệp vào để nâng giá đền bù. Đây là một vi phạm, đây đó là rất là vi phạm.
các đồng chí rất lưu ý là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ đạo, đã có chỉ thị về công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó là giao cơ quan chức năng điều tra xử lý các đối tượng đầu cơ mua gom tích đất để nâng cao giá đền bù giải phóng mặt bằng, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, trong đó là giao lực lượng công an luôn rồi chứ không phải là cơ quan chức năng nữa, rất là cụ thể hóa là điều tra xác minh xử lý làm rõ các đối tượng cầm đầu đầu cơ tích đất để nâng giá đền bù và xử lý hình sự theo quy định. Mà chắc chắn là các đồng chí sẽ thấy sẽ có vụ xử lý hình sự. Tức là bây giờ ngày xưa như ngày xưa năm 2020, tên năm trước đây là khi chỉ cần có quy hoạch thôi, các dự án chuẩn bị vào thì bảo nhau là đi trồng cây xưa, rồi trồng cây nhãn, một cây nhãn cắt ra làm năm đoạn, nó cắt cắm bôi thuốc cắm mà, có đoạn thì trồng cây xưa, có đoạn thì trồng cây cổ thụ, rồi ra cứ thế trồng diết một mét cái vài cây như thế, để sao cứ đếm cây ăn tiền. Bây giờ thì không có đoạn đấy. Tất cả các huyện này tôi đã chỉ đạo hết lực lượng công an các huyện các xã luôn đấy xuống là có hiện tượng thứ nhất là rổ nhổ cây và đốt tăng vật. Bởi vì trồng cây phải theo quy hoạch, đúng không? Chứ không thể trồng lung tung được. Hay là chuyển đổi phải theo quy hoạch. Chỗ này có dự án được quy hoạch thì không có chuyển đổi, cứ trồng lúa thôi. Trồng cái khác là một tư tưởng đầu cơ. Nhưng mà nhất là cán bộ của chúng ta lại đứng đằng sau chỉ cho một số các doanh nghiệp làm một cái đường lớn, ăn chia đền bù. Bản chất cái tiền đền bù này là tiền ngân sách nhà nước. Thế vấn đề chúng ta nên làm gì? Thì không ai hiểu địa bàn mà các đồng chí. Đó là các xã này thì cũng phải chỉ đạo ngay các thôn phải thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình, khi mà các đối tượng mà đến các xã liên hệ với nó để trồng cây, biết ở chỗ này chuẩn bị chuyển đổi rồi thì lập tức giao cơ quan chức năng xử lý ngay. Thế còn nếu là cán bộ nào mà liên quan cái đó thì phải có hình thức xử lý thích đáng, thậm chí có cả trưởng thôn ấy, đứng đằng sau, có xã lãnh đạo xã đứng ra bảo một số đối tượng nó như kiểu sao đen ấy, đồng cậu. Về tỉnh ta là không thể có sao đen được, nhưng chắc chắn là phải xử lý sau này. Nên là tôi đề nghị là sau cái buổi này các đồng chí cũng về cũng xây dựng cái tổ giải phóng mặt bằng. Ở đó khi mà có các dự án của đi nằm trên địa bàn xã mình thì có thể thành lập cái tổ, các cái tổ giải phóng mặt bằng. Trong đó là chỉ đạo kiểm kê kiểm đếm với từng hộ dân. Chúng ta phải có tư tưởng khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển thì tỉnh mới phát triển được. Và cái người trực tiếp với dân không ai khác các đồng chí ngồi đây, liên quan đến xã phường, liên quan đến địa giới hành chính, liên quan đến tuyên truyền vận động, liên quan đến quán triệt các chỉ thị nghị quyết và vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là vấn đề an ninh nông thôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn mong muốn các học viên của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ là lực lượng quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị của tỉnh thổi bùng khát vọng vươn lên xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển giàu mạnh. Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành chương trình công tác gồm 21 đề án nhiệm vụ, trong đó có 19 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ. Hoàn thành 8 trên 19 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì ban hành hai hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện đề án trình Hội nghị Trung ương 5, đồng thời tập trung triển khai đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Tại tỉnh Hưng Yên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 14 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời, chủ động đăng ký 37 nội dung chương trình để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, chuẩn bị các hướng dẫn phục vụ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp. Quý 2, toàn ngành tập trung bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, chủ động đề xuất các nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng Đảng, tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2022, giải pháp chủ yếu quý 2 và các tháng cuối năm 2022, quy định nội dung và mức hỗ trợ cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng thành lập mới hợp tác xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hưng Yên. Về số hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021-2025 và đề xuất mức hỗ trợ. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí thông qua các báo cáo mà sở ngành trình tại phiên họp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quý 1 vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu cao của các cấp các ngành cùng toàn thể nhân dân và doanh nghiệp, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh luôn nằm trong tầm kiểm soát, tình hình phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8,13%. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu đánh giá vẫn chưa phản ánh hết nội lực phát triển của Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu báo cáo cần bổ sung một số kết quả, trong đó có kết quả về công tác quốc phòng an ninh, bổ sung giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2022, như tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, tăng cường thực hiện các giải pháp trong công tác thu ngân sách. Việc hỗ trợ xây nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương cần tiến hành rà soát, xác định tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng để việc hỗ trợ được công khai, minh bạch, phải thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định và phê duyệt trước khi tiến hành xây dựng cho các hộ, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, không được bỏ sót đối tượng, góp phần thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách trong tỉnh. Và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế từ gần 1.000 hecta nhãn, thời điểm hiện tại, các hộ nuôi ong trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tập trung khai thác mật. Do nhu cầu của thị trường tăng cao nên mật ong hoa nhãn thu hoạch đến đâu đều được tiêu thụ luôn đến đó. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gần 100 hộ nuôi ong lấy mật, tương đương với trên 1.000 đàn ong của các cơ sở trong và ngoài địa bàn tỉnh đã được mang về đặt tại các vùng nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên để khai thác mật. Theo các hộ nuôi ong, hoa nhãn năm nay nở đẹp, thời tiết thuận lợi, kết hợp với nuôi chủ yếu là các giống ong ngoại, ong ý khỏe nên mật ong cho năng suất chất lượng cao hơn năm 2021. Do nhu cầu sử dụng mật ong hoa nhãn tăng cao để hỗ trợ tăng sức đề kháng trong phòng và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nên thu hoạch đến đâu được các tiểu thương và người dân trong và ngoài tỉnh đặt hàng mua luôn đến đó, với giá bán từ 95 đến 100.000 đồng một kg đối với ong ý và 140.000 đồng một kg đối với ong ta. Để mua được sản phẩm chuẩn mật ong hoa nhãn Hưng Yên, người mua cần lựa chọn mật ong có màu hanh vàng, mùi thơm, ngọt đặc trưng, có độ kết dính cao. Nuôi gà Đông Tảo bằng cách là cho gà nghe nhạc mỗi ngày như thế này để thư giãn, đó là cách chăn nuôi của anh Bùi Văn Bộ ở Tân Dân, huyện Khoái Châu. Nhờ cách nuôi gà độc đáo này mà đã giúp cho đàn gà của anh luôn phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Nuôi gà Đông Tảo bằng cách cho gà nghe nhạc mỗi ngày để thư giãn, đó là cách chăn nuôi của anh Bùi Văn Bộ, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Nhờ cách nuôi gà độc đáo này đã giúp đàn gà luôn phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Hiện nay anh Bộ nuôi trên 100 con gà Đông Tảo thương phẩm và 1.500 con gà mẹ.
Đàn gà hàng ngày được anh cho nghe nhạc để thư giãn. Nếu gà được nghe nhạc, tránh cho đàn gà không bị hoảng loạn trong khi cho ăn, dọn vệ sinh hay nghe thấy những tiếng động lớn, đặc biệt trong giai đoạn sinh sản, khiến chúng tăng khả năng hấp thụ thức ăn, dẫn đến đẻ trứng đều. Mỗi năm, trang trại của anh xuất từ 15 đến 16 vạn gà giống với giá bán trung bình từ 21 đến 22 nghìn đồng một con. 100 con gà đông tảo thương phẩm có giá từ 350 đến 450 nghìn đồng một kg. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi gà đông tảo cộng với cách nuôi gà độc đáo, mỗi năm anh Bộ thu lãi trên 300 triệu đồng. Mở lại các hoạt động du lịch, ngành du lịch tỉnh Hưng Yên đã đề ra mục tiêu trong năm nay sẽ đón khoảng 500.000 khách du lịch. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi về công tác quảng bá xúc tiến du lịch cần phải được đẩy mạnh và có những giải pháp hiệu quả. Ngay trong tháng 3 và đầu tháng 4, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ có những hoạt động quảng bá giới thiệu điểm đến, kết nối tour du lịch tại một số tỉnh phía Bắc. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá để đưa khách du lịch trong và ngoài nước về Hưng Yên, ngành du lịch phát động phong trào Người Hưng Yên đi du lịch Hưng Yên, khuyến khích cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân trong tỉnh tham quan tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm trong thời gian tới là tổ chức phương án đón khách du lịch an toàn gắn với đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Mặt khác, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng các sản phẩm du lịch để kích cầu thị trường. Bên cạnh đó thì trung tâm sẽ xây dựng cái việc tổ chức cái lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch và xây dựng các cái kế hoạch xúc tiến điểm đến tại một số các cái điểm du lịch trong tỉnh, ví dụ như đền Đậu An hay là đền La Hòa hay là đền Mẫu. Trong hoạt động xúc tiến quảng bá thì đơn vị cũng sẽ chủ động để liên kết phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình liên kết tour tuyến để đảm bảo các cái an toàn trong cái việc mà đưa đón khách. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng gần đây, cả nước liên tiếp ghi nhận nhiều vụ học sinh tự tử vì áp lực học tập. Thời gian này, học sinh chuẩn bị kết thúc năm học lại phải đối diện với áp lực điểm thi, thành tích và sẽ càng lớn hơn với các em lớp cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đòi hỏi phải có những cái giải pháp giảm tải gánh nặng tâm lý cho học sinh. Là học sinh trường chuyên, được lựa chọn tham gia nhiều cuộc thi từ học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, từ gia đình, thầy cô, bè bạn đặt nhiều niềm tin vào mình, nên với em Nguyễn Trường An, căng thẳng mệt mỏi vì việc học là điều không thể tránh khỏi. Nhưng lúc đó, thay vì dồn nén tạo thêm áp lực gánh nặng về tâm lý cho bản thân, An lựa chọn tâm sự, chia sẻ với bố mẹ. Với cường độ học tập rất nhiều như vậy thì cũng có nhiều lúc em thấy mệt mỏi, nhưng mà thầy cô, nhà trường cùng với ba mẹ em đã luôn có mặt đúng lúc để đồng cảm và sẻ chia những lúc em gặp khó khăn nhất, và từ đó hướng tới thành công hiện tại như bây giờ. Thực tế, không phải cha mẹ nào cũng thấu hiểu tâm tư suy nghĩ của con trẻ. Là bậc cha mẹ, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con cái mình. Ngôi trường nào cũng muốn đào tạo được những học sinh ưu tú. Thầy cô giáo, chủ nhiệm lớp học nào cũng muốn có nhiều học sinh giỏi, nhất khối, nhất trường. Chính vì thế mà đôi khi mong ước nguyện vọng của học sinh chưa được lắng nghe, thấu hiểu. Trường bố chọn tốt cho con nhưng không phải ý muốn của con. Bố mẹ đừng so sánh con với một ai đó. Khi con học tốt, hãy tặng con một món quà nhỏ. Những lời nhắn nhủ từ bố mẹ của các em học sinh trường trung học cơ sở Phù Cừ cho thấy những kỳ vọng, những lời thúc giục, nhắc nhở, thậm chí là trách mắng của cha mẹ có thể khiến các em tổn thương, cảm thấy áp lực, nặng nề. Bố mẹ em thì thường hay so sánh em với con nhà của những phụ huynh khác, và cũng hay so sánh em với các anh chị em họ trong nhà, và thi thoảng thì điểm số của em cũng có hơi thấp, và khi đó thì mặc dù bố mẹ không nói ra thành lời nhưng em vẫn nghĩ rằng bố mẹ vẫn hơi phiền lòng với điểm số hơi thấp của em đó, và em cũng cảm giác hơi buồn ạ. Áp lực học tập không phải là vấn đề mới. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các trường hợp học sinh tự tử vì áp lực học tập. Điều này cho thấy cần có những sự thay đổi quan điểm trong cách giáo dục trẻ, giảm tải áp lực về thành tích cho học sinh. Trước đây thì là sẽ gửi toàn bộ bảng điểm
Nhưng bây giờ thì trường chúng tôi sẽ gửi cho từng cá nhân, phụ huynh học sinh để phụ huynh chỉ thấy được sự tiến bộ của chính con em mình mà không đối chiếu với các bạn ở trong lớp. Tránh cái việc là các phụ huynh khác biết được cái lỗi của con em mình. Từ đó thì về thì sẽ cái đổ toàn bộ cái chút giận đó lên con em của mình. Chúng tôi luôn luôn động viên các em là các em hãy cố gắng hết sức bản thân mình, nhưng các em không quá là phải nặng nề so sánh với những người xung quanh. Dù các em có kết quả tốt hay không tốt trong kỳ thi này, nhưng đó là một cái sự trải nghiệm. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thời sự quốc tế liên quan tới cuộc đàm phán an ninh giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ ngày 3 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho hay các đại diện của Kiev và Moscow đã gần đạt được các thỏa thuận và có thể bao gồm những vấn đề như là phi hạt nhân hóa, phi liên minh và quy chế trung lập. Tổng thống Ukraine cho biết hai bên đang tiến rất gần đến mục tiêu đạt được các thỏa thuận. Việc phê chuẩn các thỏa thuận tiềm tàng sẽ diễn ra ở cấp lãnh đạo hai nước. Đề cập đến nội dung đề xuất của thỏa thuận, Tổng thống Zelensky cho hay Ukraine sẽ áp dụng quy chế trung lập, phi hạt nhân hóa, không liên minh. Nhưng đồng thời, Ukraine sẽ có tư cách thành viên của Liên minh châu EU. Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán Nga cho biết dự thảo thỏa thuận giữa Moscow và Kiev vẫn chưa sẵn sàng để đệ trình lên cuộc gặp thượng đỉnh. Mặc dù Ukraine đã trở nên thực tế hơn trong vấn đề trung lập và phi hạt nhân. Trong một phiên họp vào đêm 3 tháng 4, các bộ trưởng trong chính phủ Sri Lanka đã đồng loạt đệ đơn xin từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn đang tiếp diễn. Theo đó, tất cả 26 bộ trưởng, ngoại trừ Tổng thống và Thủ tướng, đã đệ đơn xin từ chức. Quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn biến ngày càng trầm trọng ở Sri Lanka. Trước đó, Sri Lanka đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc kéo dài 36 giờ, từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 4, và triển khai quân đội theo tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn những cuộc biểu tình ở khu vực dinh thự Tổng thống, phản đối tình trạng thiếu nhiên liệu, lương thực và thuốc men ngày càng trở nên trầm trọng ở đảo quốc Nam Á. Hiện nay, Sri Lanka, quốc gia có 22 triệu dân, đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ năm 1948 do thiếu ngoại tệ trầm trọng để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Thủ lĩnh tối cao của lực lượng Taliban tại Afghanistan vừa ra lệnh cấm trồng cây thuốc phiện tại nước này. Sắc lệnh nêu rõ, mọi người dân Afghanistan được thông báo là từ bây giờ, việc trồng cây thuốc phiện sẽ bị cấm hoàn toàn. Bất kỳ ai vi phạm sẽ bị xử lý theo luật Sharia, Hồi giáo và cây trồng sẽ bị phá hoại. Đây không phải là lần đầu tiên Taliban ban hành lệnh cấm này. Năm 2000, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm tương tự trước khi bị các lực lượng do Mỹ đứng đầu lật đổ. Afghanistan hiện là quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn nhất trên thế giới. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, Afghanistan hầu như nắm độc quyền về sản xuất thuốc phiện và heroin, chiếm từ 80 đến 90% sản lượng toàn cầu. Diện tích trồng thuốc phiện tại Afghanistan tăng kỷ lục vào năm 2017. Chính phủ Hàn Quốc đang dự kiến bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch COVID-19 trong vòng 2 tuần tới nếu làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron tiếp tục xu hướng chững lại và giảm dần như hiện nay. Theo giới chức Hàn Quốc, sẽ có một sự điều chỉnh tổng thể đối với các biện pháp giãn cách xã hội nếu các chỉ số tiếp tục cải thiện trong 2 tuần tiếp theo, trừ quy định về bắt buộc đeo khẩu trang. Tất cả các hạn chế liên quan đến phòng dịch COVID-19, bao gồm lệnh giới hạn về thời gian hoạt động và các giới hạn về tụ tập có thể sẽ được dỡ bỏ. Cũng bắt đầu từ ngày 4 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nới lỏng giới hạn tụ tập riêng tư, cho phép tối đa đến 10 người thay vì 8 người, và kéo dài thời gian kinh doanh của các cơ sở ăn uống như nhà hàng và quán cà phê đến nửa đêm. Một người đàn ông Đức đang bị điều tra sau khi nhà chức trách phát hiện ra ông ta đã tiêm vaccine COVID-19 ít nhất 87 lần. Theo truyền thông Đức, người đàn ông này đã đến các trung tâm tiêm chủng ở miền Đông và được tiêm vaccine COVID-19 3 lần một ngày. Theo tường trình, mỗi lần vào điểm tiêm chủng, ông ta đều lập hồ sơ tiêm chủng mới và để chống tên. Sau khi nhận được thẻ tiêm chủng, ông ta xóa các trang có thông tin về số lô vaccine và bán chúng cho những người không chịu tiêm vaccine. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Đức đang đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 và phải tìm mọi cách để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng so với các nước Tây Âu khác. Các nhà khoa học Australia vừa công bố một nghiên cứu cho thấy
Việc tận dụng lốp xe ô tô cũ giúp tạo ra một loại bê tông xây dựng có nhiều điểm vượt trội so với bê tông truyền thống. Năm 2018, nhóm nghiên cứu sử dụng 2 tấm bê tông cốt thép cao su vụn tại khuôn viên Đại học Nam Australia cùng với 2 tấm bê tông thường và theo dõi so sánh sau một thời gian. Để sản xuất bê tông cao su vụn, người ta nghiền lốp cao su thành những mảnh nhỏ tương tự cát. Số vụn này có thể thay thế một phần cát và trộn với xi măng, nước cùng các thành phần khác để tạo thành bê tông, giúp giảm phụ thuộc vào vật liệu tự nhiên và mang lại giá trị mới cho cao su bị thải bỏ. Sau nhiều năm quan sát, họ nhận thấy bê tông cốt thép cao su vụn gia cố vượt trội hơn bê tông thông thường. Việc tạo ra những loại bê tông bền hơn, đồng thời tái sử dụng lốp xe cũ, không phân hủy sinh học, mang lại nhiều lợi ích. Kết quả cho thấy rõ ràng rằng bê tông cao su vụn là một giải pháp thay thế khả thi và đầy hứa hẹn cho bê tông truyền thống trên thị trường bê tông nhà ở. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.